Có một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy bố thí cho gia đình con xin được hỏi. Hôm trước con có xem tuổi làm nhà thì thầy chùa nói nhà con không phạm tuổi kim lâu. Nhưng thầy cúng lại bảo nhà con phạm tuổi kim lâu. Kính bạch thầy, trả lời cho chồng con yên tâm. Những tuổi nào là tuổi không phạm kim lâu có thể làm nhà được ạ? Con xin chân thành cảm ơn thầy. Cái này thì ở trong đạo Phật chúng ta thì cũng không chú trọng cái đấy nhiều, nhưng mà ở ngoài đời thì chúng ta biết là các cụ ngày xưa có cái câu dạy như thế này: 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tậu châu thì đừng. Đấy, các cụ ngày xưa dạy đấy. 1368 tức là cái tuổi á, đuôi của nó là 1, là 3, là 6, là 8. Ví dụ 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, vân vân, cứ thế. Cứ cái đuôi của nó là 1, 1 và 3 và 6 và 8. Các cụ nói đó là tuổi kim lâu. Làm nhà là việc lớn nhất của đời người. Cưới vợ là việc lớn, cưới vợ gả chồng đó việc lớn thứ hai của đời người. Còn nó tậu châu, vì sao gọi là tậu châu? Vì ngày xưa các cụ hay nói là gì? Con châu là gì? Là đầu cơ nghiệp. Đó, vì ngày xưa chúng ta phần lớn là người nông dân, sống theo nghề lúa nước, cho nên con châu nó chính là gì? Là cái tài sản lớn, tài sản rất quý của những người bà con nhân dân chúng ta ngày xưa. Cho nên người ta mới nói là 1368 thị kim lâu. Thị tức là tuổi kim lâu. Lấy vợ, làm nhà này, lấy vợ này, hoặc là cưới chồng này thì, và tậu châu thì đừng. Có nghĩa là nói nôm na là gì? Đấy là ý các cụ nói là những cái việc lớn thì nên né những cái tuổi đó ra, còn những cái việc bình thường thì vẫn có thể làm được. Đấy, như vậy là trả lời xong cái gì? Cái câu về kim lâu rồi nhá. Tức là đấy, cứ cái đuôi 1, đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8. 21, 23, 26, 28, nhân đến cho đến 91, 93, 96, 98. Đó gọi là tuổi kim lâu. Còn thì đấy là cái quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa như thế. Còn ở trong nhà Phật thì cái đó cũng không nặng nề lắm đâu. Chúng ta cốt là sống làm sao cho lương thiện, cho tốt ở trên cuộc đời này. Thì chúng ta có làm vào cái tuổi kim lâu đấy thì gia đình vẫn cứ đầm ấm, hạnh phúc và trường thọ. Còn chúng ta mà có chọn vào tuổi đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp mà chúng ta sống không ra gì, làm ăn thì buôn gian bán lậu, buôn hàng quốc cấm, làm quan thì tham ô, tham nhũng, hối lộ vân vân đó. Có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng sớm muộn thì cũng phải trả cái quả báo, bị pháp luật trừng trị hoặc là bị nhân quả mà thôi. Đó. Cho nên điều quan trọng nhất nhà Phật chúng ta là sống làm sao cho hiền lương tốt đẹp, cũng không nặng nề quá vào cái tuổi ấy. Đương nhiên thì các Phật tử nếu mà chúng gia đình mà có người họ theo Phật hoặc là theo Phật chưa đến nơi đến chốn, họ còn lo lắng với cái việc xem ngày tháng, ngày giờ thì đó để làm những cái việc lớn như làm nhà cưới vợ thì các sư cũng phương tiện này thì cũng xem cho. Đây là phương tiện chứ không phải là cái giáo lý cứu kính của nhà Phật chúng ta. Đây là phương tiện, phương tiện thôi. Cho nên cái này chúng ta cũng không có nên nặng nề cái chuyện đó. Mặc dù làm rồi sư ở chùa thì bảo là không phải kim lâu, còn ông thầy ông lại bảo là kim lâu, cho nên khiến cho gia đình lo lắng. Cái này không cần thiết lắm đâu. Kim lâu họ vẫn làm nhà bình thường, vẫn tốt đẹp, vẫn hạnh phúc bình thường, nhưng mà tránh vào cái cung thọ tử. Đấy là các cụ ngày xưa nói kim lâu nó có kim lâu địa sát và kim lâu vào cái cung hoang ốc. Và địa sát thì kiêng động thổ thôi, nhờ người ta động thổ cho, cất nóc cho là được.
Còn kim lâu vào cung hoang ốc á, thì cái khi về nhà mới mày nhờ người khác á, xông nhà đến trước cho. Đây là cái cách các cụ ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi á, thì giả cụ tổ chủ hương á, các cụ có những cái mà hóa giải cho người ta như thế. Có nghĩa là vẫn có thể làm được, nhưng mà mượn tuổi người ta động thổ cho, cất nóc cho. Đấy là vào cung địa sát. Đó. Và cái cung hoang ốc á, thì khi làm xong rồi á, nhờ người ta đến xông nhà cho. Đấy, người ta đến là người ta thắp hương cho xong rồi xông nhà cho. Thế là xong, về ở thì không sao. Còn vào cung thọ tử thì các cụ, các tổ ngày xưa cũng nói rồi, mình cũng nên tránh. Các cụ đúc kết mấy nghìn năm nay rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nếu mà mình tránh được là cái tốt nhất. Đó, vào kim lâu nhưng mà vào địa xa, vào thọ tử nữa thì các cụ ngày xưa nói làm xong, có người làm xong không được ở. Đây là theo cái truyền lại của các cụ như thế. Và chúng tôi qua nhiều năm xuất gia chủ trì ở trong chùa thì cũng tư vấn giúp đỡ cho nhiều gia đình rồi, cũng có thấy một số trường hợp làm vào cái cung kim lâu thọ tử thì đúng làm xong không được ở thật. Làm xong không được ở. Cho nên chúng ta tránh cái đó. Ví dụ như là thế nào kim lâu thọ tử, viết cho thầy lấy đầu ba này. 30 nhá, 10, 20, 30, 30, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Đấy, tuổi 38. 38 nó vào kim lâu thọ tử. Ví dụ như là đầu 4 này. 10, 20, 30, 40, 41 này. Đấy, thì 41 là kim lâu thọ tử. 38, 41, nó vừa kim lâu nhưng mà vậy phải cung thọ tử. Cái này cung rất xấu, thọ tử là sao? Tử là chết. Thọ tử tức là gì? Là làm xong thì chết. Nhưng mà không phải là tất cả làm xong đều chết hết. Những người có công đức, có phúc báo, có thọ mạng á, làm nhiều việc thiện á, thì họ vượt qua được những cái đó. Thế không phải là ai làm vào cung thọ tử xong chết hết, thế thì nguy. Tất nhiên người ta đúc kết lại là gì? Nó chỉ chiếm trên 50-70%, 50-50%, 70-80%. Thì các cụ chúng ta đúc kết lại như thế. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới nói gì, 49 chưa qua 53 lại gì lại tới. Vì sao cái tuổi 49 con người ta hay vận hạn? Vì sao cái tuổi 53 con người ta gì hay vận hạn và hay gì hay chết, không vượt qua được cái ngưỡng đó. Đó. Nhiều người là cái đến cái tuổi đó là theo như khoa học phân tích, nó cũng đến cái chu kỳ vận hành ở trong gì, ở những các tế bào trong cơ thể của chúng ta này, đến cái giai đoạn đó nó thay một loạt, nó thay rất nhiều. Đấy là nói theo khoa học hiện đại. Nó thay nhiều. Tuổi 49 là cái tuổi đó một chu kỳ gì? Nó thay. Đến cái tuổi 53 thì nó lại thay một lần nữa. Mà thay cái lúc đó nó gọi là, như mình gọi là một cuộc đại cách mạng á. Về nó thay cái các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên cái lúc đó nếu mà chúng ta mà cơ thể chúng ta hấp thụ được tốt ấy, thì nó vượt qua được. Mà không hấp thụ được thì chúng ta bị bệnh hay bị chết vào cái tuổi đó. Đây là giải thích về khoa học. Khoa học họ nói như vậy, đấy, họ giải thích khoa học. Nhưng còn các cụ chúng ta ngày xưa không giải thích bằng khoa học được. Các cụ chúng ta cứ thấy là hai cái tuổi đấy, 49 chưa qua, 53 lại tới, hai cái tuổi là cái đại hạn lớn của con người chúng ta nói chung. Ít người trong cái hai cái tuổi đấy mà gì mà không ốm đau bệnh tật, mà vượt qua một cái dễ dàng, không gặp cái này thì gặp cái nọ, không công danh thì không công danh sự nghiệp thì sức khỏe. Không sức khỏe thì gia đình lục đục, chuyện này chuyện nọ chuyện kia, cứ hai cái tuổi đó thường là nó tới đấy. Đấy. Cho nên đây các cụ nói là đây là một cái chu kỳ vận hành gì. Nhà Phật chúng ta thì gọi là nghiệp, còn ở ngoài đời thì người ta gọi là, theo như khoa học người ta gọi là thay đổi tế bào, tế bào gốc. Đấy, còn về các cụ chúng ta thì ngày xưa các cụ chúng ta cứ đến cái tuổi đấy, là hai cái tuổi đấy là giai đoạn này là cái sức khỏe của chúng ta hay cái nghiệp của chúng ta nó đến kỳ. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy là các cụ đúc kết lại một câu là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành lại như thế. Thôi thì chúng ta cứ tránh đi. Ví dụ như tuổi 38, tuổi 41, nó là kim lâu như vào cung thọ tử thì mượn tuổi cũng không nên. Và cung đó thì không nên làm những cái việc đó. Thôi cứ làm ăn bình thường. Thôi, đó, ví dụ đầu năm này, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, đó, 56,
đầu năm thì 56 tuổi, tức là kim lâu vào cái cung thọ tử. À, và đầu 7 chẳng hạn thì 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 10, 20, 30, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75, tuy không phải kim lâu nhưng vào cung thọ tử, các cụ bảo làm như thế cũng rất xấu. À, cứ vào cung thọ tử là xấu. Ví dụ đầu 2 này, 10, 20, 21, 22, 23 là kim lâu rồi. À, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cũng là không phải kim lâu nhưng mà vào cung thọ tử. À, 30 thì 32 tuy không phải kim lâu nhưng mà vào cung thọ tử. Có cái cụ ngày xưa bảo cứ cái cung thọ tử ấy thì nên tránh nó đi. Đấy, ví dụ như thế. Thôi cái này thì nó là cái ngày xưa thì các thầy đi học thì cũng có học qua những cái này về phong thủy, về như trong nhà Phật thì gọi là ngày xưa bên Ấn Độ thì gọi là học ngũ minh, thêm những cái phần pháp của thế gian để là phương tiện để giúp đỡ cho những Phật tử, những người ở ngoài đời khi tâm họ vẫn chưa hướng được đến giáo pháp của Đức Phật một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy có mấy người đến mà hỏi là bạch thầy con tu thế nào cho đúng pháp không? Mấy đâu. Chả thấy mấy ai mới đến chùa mà hỏi bạch thầy thế nào là tứ niệm xứ, thế nào là tứ chính cần, thế nào là bát chính đạo. Có mấy đâu, không mấy. Đa số hỏi những cái công việc gia đình nhà con, là thằng con nhà con nó thế này nọ thế kia, nhà con này nọ thế kia, đủ các thứ hết. Xem nhà, xem cửa, để xem đất, xem cát, rồi xem ngày cưới vợ gả chồng cho con trai con gái, rồi xem ngày làm nhà làm cửa, đủ các thứ đó. Nếu mà sư ở trong chùa làm trụ trì một ngôi chùa mà không đáp ứng được những cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh đơn giản của người dân như thế thì dần dần họ đi theo những tôn giáo khác mất, đi theo những cái tín ngưỡng khác mất. Đó, cho nên là Phật giáo là mất tín đồ ngay. Một số các quý thầy ở trong miền Nam bây giờ cứ nói là sư miền Bắc, Phật tử miền Bắc mê tín dị đoan. Một phần nào đó cũng gì cũng đúng. À, một số các quý thầy, một số các Phật tử hướng cho Phật tử đi theo con đường mê tín dị đoan thì không chỉ miền Bắc đâu, miền Nam cũng có. Không chỉ Việt Nam chúng ta mà Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar theo Phật giáo thì Phật giáo Nam Tông cũng có. Đừng có nói là Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới có, Phật giáo Nam Tông cũng có. Các cụ cũng trì chú, cũng dùng bùa, dùng bèn, cũng ghê lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Tôi đi họp ngồi với mấy thầy ở trong Nam Tông. Các thầy ở bên, các thầy cũng trì chú, cũng làm bùa bình an rồi các thứ cho tín đồ Phật tử, các thầy cũng nhiều lắm. Đâu có phải là mình Phật giáo Bắc Tông mới có cái phương tiện đâu. Phật giáo nào cũng có phương tiện. Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Phật giáo Nam Tông đó đều có phương tiện hết các quý vị. Cho nên nghiên cứu không kỹ thì không sâu, không phổ cập, chúng ta sẽ nhìn Phật giáo một cách thiên kiến, nhìn một cách thiên lật là thiên lệch cũng không nên. Chúng ta hiểu cái gì là phương tiện, còn cái gì là chính pháp. Chúng sinh thì đến với Phật pháp thì thích cái phương tiện, đầu tiên nó thích phương tiện, sau đó dần dần mới gì, nó họ mới tìm hiểu giáo lý của Đức Phật một cách là đúng đắn, một cách là chân chính. Thì lúc đó tăng ni Phật tử chân chính thì hướng cho họ tu tập theo chính pháp của Đức Phật một cách chân chính. Nhưng tất nhiên không được lợi dụng cái vấn đề phương tiện quá đà mà quên đi cái nhiệm vụ của tăng ni Phật tử, đó là phá mê khai ngộ cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử của mình. Hướng cho tín đồ Phật tử của mình là bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính, đi theo con đường chính pháp của Đức Phật. Đó mới là cái đích cuối cùng của nhà Phật chúng ta. À, vì vậy đấy, qua câu hỏi của Phật tử thì thầy cũng trả lời thêm như vậy để chúng ta biết. Mà Phật tử này cho dù có làm vào tuổi kim lâu đó rồi thôi vì cũng chẳng phải lo nghĩ gì cả, về cứ đột tụng kinh Địa Tạng cho ít thì 49 ngày, vừa vừa thì 100 ngày, mà nhiều thì tụng cho một năm thì yên tâm. Cái cho dù có làm vào tuổi kim lâu hay là cung địa sát này thì hoặc là cung thọ tử này thì cũng vượt qua thôi nhá. Phật tử gia đình này nên cũng không nên tìm hiểu vào cái đó nữa lắm, là gì mà lo ra. Quan trọng nhất bây giờ giải quyết vấn đề.